her remain my slave and keep me company. Come to no glory on this smell so look sound. Sound look feel proof. Có một cái lưu ý nhắc được, đấy là đối với cái từ là appear, stay, come, turn, go, grow, get, taste, thì nó có thể là action verb. Action verb lúc nãy em nói là gì nhỉ? Là những tính, là những động từ chỉ hành động. Thì những cái hành động từ chỉ hành động thì nó có thể đi với thì tiếp diễn không ạ? Có. Có hay không? Động từ chỉ hành động có đi với thì tiếp diễn không? Có, yes. Nhớ nhá, thế thì cái này nó chính là cái ngoại lệ. Đúng không ạ? Là những đối với những từ này khi bạn là linking word thì các bạn cũng có thể sử dụng với thì tiếp diễn. Ok?